Chào mừng các bạn đến với channel của Samfancom. Để thỏa lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Samsung đã cho ra mắt chiếc S10 Plus phiên bản huấn luyện viên Park Hang-seo. Và trong video này, chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem phiên bản S10 Plus huấn luyện viên Park Hang-seo có gì hay nhé. Đầu tiên nói về thiết kế, chúng ta có một chiếc hộp rất là đẹp, một màu đỏ đậm chất đội tuyển Việt Nam với hình ảnh của huấn luyện viên Park cũng như chữ ký của ông ở ngoài hộp. Nào chúng ta cùng mở hộp xem bên trong có gì nè. Bên trong hộp chúng ta có 3 món. Đầu tiên là một viên pin dự phòng. Tiếp theo đến là nhân vật đắt giá nhất trong bộ sưu tập này, chính là chiếc S10 Plus. Và cuối cùng là chiếc ốp lưng có hình ảnh của huấn luyện viên Park. Ok, chúng ta hãy cùng nhau trên tay từng món trong chiếc hộp nhé. Đầu tiên là viên pin dự phòng. Đây là viên pin dự phòng 10.000 mAh mà Samsung đã cho chúng ta trong chiếc hộp này. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp này xem viên pin nó như thế nào nha. Ok, trong chiếc hộp thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cổng cáp micro USB ha, để sạc viên pin. Sách hướng dẫn sử dụng. Và đây, viên pin được thiết kế nhôm nguyên khối, rất là đẹp. Có dung lượng 10.000 mAh được ghi trên vỏ pin luôn. Và mặt trước là một cái lớp mịn, có nơi để các bạn đặt chiếc điện thoại của mình vào. Đầu trên có một cổng USB để sạc pin, cổng USB Type-C, đèn để hiển thị dung lượng pin còn lại. Và đặc biệt viên pin này có khả năng sạc không dây cho điện thoại của bạn luôn. Nè các bạn thấy không? Đó, đặt lên là sạc liền luôn. Các bạn có thể đặt ở bất kỳ cái góc độ nào cũng có thể sạc được. Và tiếp theo là chiếc ốp lưng. Đây là cái vật phẩm mà gọi là mang điểm nhấn nhất trong cái bộ S10 Plus kỳ này. Đây, cái ốp lưng này có hình huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như chữ ký của ông trên mặt ốp lưng. Thì cái ốp lưng này được thiết kế giống như các ốp lưng Marvel khác của Samsung, khi gắn vào sẽ mang đến chiếc S10 Plus của các bạn một cái giao diện cũng như bộ icon. Chi tiết nó như thế nào thì tí nữa chúng ta cùng xem nhé. Và đây là vật phẩm đắt giá nhất trong cái hộp chiếc S10 Plus của chúng ta. Đây, chiếc S10 Plus còn nguyên siêu luôn các bạn. Ok, chúng ta hãy cùng nhau mở hộp. Rồi đây, và chiếc S10 Plus của chúng ta đây. Cùng nhau xem trong hộp có cái gì nha các bạn. Đầu tiên là một cái cục sạc cũng như bình thường thôi. Tiếp theo là một cái đầu chuyển của USB Type-C. Cáp sạc. Đây là cáp sạc USB Type-C. Thì cũng giống như là những chiếc cáp sạc trong hộp của các chiếc S10 Plus khác. Và cuối cùng là tai nghe AKG. Rồi ok, quay lại với chiếc S10 Plus của chúng ta thì chiếc S10 Plus này là phiên bản Prism Silver. Rất là đẹp. Nó có khả năng là chuyển màu theo góc nhìn của các bạn. Các bạn thấy nó lấp lánh không? Nghiêng góc nào thì màu nó sẽ đổi theo góc đó. Đó, rất là đẹp các bạn. Ngoài phần màu sắc ra thì chiếc S10 Plus này cũng giống như bao chiếc S10 Plus khác thôi các bạn. Nó không có gì khác cả, vẫn giao diện One UI, vẫn cấu hình đó. Nói chung đây là một chiếc S10 Plus hoàn toàn bình thường. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới phần độc đáo nhất của cái phiên bản S10 Plus huấn luyện viên Park Hang-seo. Xem gắn cái ốp lưng vào thì chiếc điện thoại của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào nhé. Vừa gắn chiếc ốp lưng vào thì ứng dụng Galaxy Friends nó hiện lên liền, để chúng ta có thể thiết lập cho chiếc điện thoại nhận cái ốp lưng này. Giống như những cái ốp lưng mà phiên bản Marvel thì chiếc ốp lưng của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng được gắn một con chip để cho chúng ta khả năng tùy biến giao diện của chiếc Galaxy S10 Plus sang cái chủ đề mà chiếc ốp lưng này thể hiện. Chiếc ốp lưng đã bắt đầu tải những cái biểu tượng cũng như giao diện mới vào chiếc điện thoại của chúng ta. Và ở giao diện này thì chúng ta thấy những cái hình ảnh truyền bóng và các thứ rất là đậm chất thể thao. Và nếu mà các bạn có cơ hội trải nghiệm cái ốp lưng này á, thì ở cái bước này các bạn còn sẽ nghe tiếng hò reo cổ vũ rất là hay. Và chúng ta đã thiết lập xong rồi, đây là màn hình welcome. Rồi chúng ta đã thấy hình ảnh của huấn luyện viên Park. Như các bạn thấy thì chiếc ốp lưng đã thay đổi hoàn toàn giao diện chiếc S10 Plus của chúng ta. Hình nền và bộ icon rất đậm chất thể thao. Các icon thì được tối giản thành các biểu tượng với viền trắng. Hình nền thì là hình sân cỏ luôn. Các biểu tượng trên thanh trạng thái cũng như là các chữ trong phần cài đặt thì được chuyển sang màu xanh lá cây hết. Rồi các bạn có thể thấy đó, rất là đẹp, rất là đậm chất thể thao luôn.
rất là thích hợp cho bạn nào yêu mê bóng đá. Và đặc biệt là khi các bạn tắt màn hình đi rồi mở lại, các bạn sẽ thấy hình ảnh huấn luyện viên Park đang tươi cười với chúng ta. Rồi vậy là mình vừa bỏ hộp và trên tay nhanh bộ S10 Plus phiên bản huấn luyện viên Park Hang-seo. Thì phiên bản này sẽ thích hợp cho những ai? Nếu bạn là một fan của bóng đá Việt Nam, yêu thích thầy Park cũng như là muốn sắm cho mình một em S10 Plus thì bộ sưu tập này là một sản phẩm không thể bỏ qua. Hiện sản phẩm đang có giá niêm yết là khoảng 24 triệu và các bạn có thể tham khảo sản phẩm trên store của Samsung. Các bạn nghĩ sao về bộ sản phẩm này thì hãy comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.